Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay độ trên bình một cái bộ mâm cách tầm khoảng là 30 triệu đồng. Để sở hữu được một cái chiếc quay xích ít còn mới và đẹp thế này tại thời điểm hiện tại không phải là dễ dàng, và chi phí bỏ ra sơ sơ không là hề nhỏ. Với những khi rơi vào tay những dân chơi xe đam mê độ chế thì cái chiếc quay độ càng trở nên là hấp dẫn, đẹp ấn tượng hơn. Cái được trang bị rất nhiều món đồ chơi cực kỳ chất và đắt giá, và cái chiếc quay ở đây là một ví dụ điển hình. Phần đầu xe được tạo điểm nhấn bằng những cái bình dầu Rainbow, cái màu xám khói, dùng làm cái ổ chứa dầu cho thắng Rainbow Asset, có nhiệm vụ là kiểm soát cái lực phanh cho cái heo dầu phanh đồ hai bit đỡ xứng nằm ở bên dưới. Sản phẩm cấu tạo bằng CNC, xuất xứ đến từ Lon, có mức giá tầm từ 4 đến 5 triệu đồng. Sử dụng cái đĩa trước cover kích thước là 255mm, được bắt vào cái mâm trước thông qua một thất lồng nhôm. Trang bị chịu lực Colin kẹp sườn làm nhiệm vụ giữ vững ở đầu xe, chống tình trạng sàn lắc khi xe đột chạy độ cao. Và cốc này chúng ta được rất rõ ràng cái phần động cơ của xe, nó được độ lại. Không có gì bất ngờ bởi xe này tồn tại trên dưới là 10 năm, nên việc phục dựng lại là điều nên làm để xe vận hành êm ái hơn. Trang bị cặp phục Colin có cái chiều dài là 330mm, sử dụng được cho cả quay và rim phụ trợ. Cái món đồ chơi này có mức giá không dưới là 10 triệu đồng vì sản phẩm đến từ điển và được kiểm nghiệm theo cái tiêu chuẩn của châu Âu. Trang bị full phanh đĩa sau dùng cái heo dầu Fando 2 bít xứng làm nền chủ đạo chính. Cái dàn chân làm điểm nhấn kinh khủng nhất vì chủ xe đã chi ra một số tiền là khoảng 30 triệu đồng để trang bị cặp mâm Race Boy CNC đời đầu. Thật ra cái dòng mâm này được Race Boy sản xuất vào cái năm 2001 cho đến cuối năm 2013 và mức giá bán khoảng từ 15 đến 18 triệu đồng. Nhưng khi họ ngừng sản xuất thì cái dòng mâm này lại đổi giá một cách bất ngờ. Mức giá hiện tại để sở hữu được cặp mâm màu đen rơi vào khoảng là 30 triệu đồng và không phải muốn là có. Exeter 105 độ full LED với âm thanh là siêu khủng. Cái chiếc Exeter 105 được một biker Lâm Đồng độ lại là chất lượng từ dàn áo đến những cái chi tiết nhỏ nhất, và cả cái độ cong em ấy cũng được tăng thêm cái sức mạnh đáng kể và trở nên mạnh mẽ đầy sang chảnh. Cái Exeter 135 4 số nay được độ lại rất nhiều món đồ chơi trang trí nhẹ nhàng hòa nhịp cùng với cái dàn đồ chơi bên ngoài, là phần mái xe cũng được làm lại cực mạnh cùng với cái sự thu hút cùng với dàn tem chrome đang thịnh hành trên trường hiện nay. Em nó được độ lại cái phần cho đèn nhỏ kiểu dáng của Exeter 2006 đi kèm cùng bao tay Dino. Cận cảnh dàn tem chrome 47 phản chiếu được cả chủ xe đang làm gì. Em nó được độ lại cái phần bánh cầm cho xe thêm phần nhẹ nhàng, ni nhôm Race Boy, nhôm xe đĩa vàng sạch sẽ đến từng chi tiết nhỏ. Exeter độ lại cái phần bô Levin lon ngắn đầy cứng cáp và âm thanh là siêu ấn tượng, kèm với đó là cổ bô inox. Bà mua không quên nhắc đến cái phần đĩa trước với cái đĩa chauffeur rất đẹp. Cảm ơn mẹ dập này là cái tip, nhớ like, share, subscribe.